Kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh với những thông tin trong nước và thế giới mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng thư ký ASEAN. Giá dịch vụ y tế sẽ được tính đúng, tính đủ. Người Việt không bị ảnh hưởng trong các trận động đất liên tiếp tại Đài Loan. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 4, tiếp Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hôn sang tham dự diễn đàn tương lai ASEAN tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN trong thúc đẩy xử lý các vấn đề khu vực. Thủ tướng hoan nghênh và cảm ơn Tổng thư ký đã tham dự diễn đàn tương lai ASEAN AFF lần đầu tiên được tổ chức theo sáng kiến của Việt Nam. Thủ tướng chia sẻ, Việt Nam đã dành nhiều tâm huyết cho sáng kiến này với mong muốn AFF sẽ trở thành diễn đàn trao đổi các ý tưởng, sáng kiến, thúc đẩy hợp tác khu vực, bổ trợ cho các diễn đàn cơ chế chính thức của ASEAN, góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững. Trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN, phiên họp toàn thể thứ hai với chủ đề Bảo đảm an ninh toàn diện về cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm đã được tổ chức nhằm đề xuất những hướng đi giúp ASEAN đóng góp hiệu quả hơn vào việc giải quyết các thách thức toàn cầu, khẳng định vai trò và đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh khu vực và toàn cầu. Chia sẻ về những đường hướng mà ASEAN có thể sử dụng để vượt qua các thách thức, các đại biểu cho biết ASEAN cần tiếp tục đóng vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy những biến chuyển trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và hợp tác trong khu vực. Đồng thời, việc xây dựng một cộng đồng ASEAN mạnh mẽ, hùng cường và tiếp tục duy trì vai trò trung tâm sẽ ứng phó tốt hơn với các thách thức. Chiều ngày 23 tháng 4, phát biểu bế mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 4 ngày rưỡi làm việc, phiên họp đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra với việc thảo luận cho ý kiến đối với 19 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản đối với 3 báo cáo của Chính phủ. Về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 nhóm vấn đề chính, đó là cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, thảo luận và cho ý kiến đối với 6 dự án luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7. Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với tờ trình của Chính phủ và thống nhất cùng Chính phủ xem xét quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023. Chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa của tỉnh Đắk Nông nối Chân Thành tỉnh Bình Phước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến đối với việc tổ chức kỳ họp thứ 7, kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 6 cũng như một số nội dung quan trọng khác. Kinh tế Việt Nam đang có những tín hiệu phục hồi khác nhau, với dự báo tăng trưởng sẽ đạt 5,5% vào năm 2024 và tăng dần lên 6% vào năm 2025. Đây là những thông tin được chia sẻ tại buổi công bố báo cáo cập nhật kinh tế 6 tháng mới nhất của Ngân hàng Thế giới ngày 23 tháng 4. World Bank đánh giá sau khi trải qua giai đoạn giảm tốc trong năm 2023, nền kinh tế đang có một số tín hiệu phục hồi vào đầu năm 2024. Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế thông qua chính sách tài khoá để củng cố sự phục hồi. Báo cáo khuyến nghị đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng được tài trợ bởi nguồn lực công. Trong giai đoạn đầu năm nay, Việt Nam có sự cải thiện về đầu tư khu vực tư nhân. Lĩnh vực sản xuất xây dựng cũng có những đóng góp tốt cho tăng trưởng trong quý I. Trong bối cảnh khó dự đoán của kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn đang có đủ cơ sở để kỳ vọng vào sự phục hồi. Cũng theo các chuyên gia quật bền, để thu hút dòng vốn đầu tư và duy trì động lực tăng trưởng bền vững, Việt Nam cần tập trung vào yếu tố con người. Việc thu hút FDI cần tập trung vào yếu tố năng suất và con người, chi phí lao động đang tăng trong khu vực. Đó là xu hướng. Và để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, chúng ta không thể chỉ dựa vào lợi thế về chi phí, mà phải dựa vào sự cạnh tranh về năng lực và năng suất của đội ngũ lao động.
Chuyên đề đặc biệt của báo cáo đưa ra các khuyến nghị nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần tăng trưởng năng suất của Việt Nam. Báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết phải có một môi trường thuận lợi hơn vì các rào cản chính mang tính cơ cấu vẫn tồn tại ở nhiều lĩnh vực, bao gồm các rào cản pháp lý, tỷ lệ hấp thụ công nghiệp thấp và những thách thức trong việc tiếp cận nguồn tài chính giai đoạn đầu. Tại quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Bộ Giao thông Vận tải trình Thủ tướng Chính phủ, bến cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là một trong những dự án nằm trong danh mục được định hướng ưu tiên đầu tư trong thời gian tới. Theo đó, quy hoạch bổ sung nhu cầu hàng hóa trung chuyển quốc tế thông qua bến cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ khoảng 3,6 triệu tiêu tới năm 2030. Bến cảng sẽ đáp ứng cho cỡ tàu 250.000 tấn hoặc lớn hơn, có bến container và các bến cảng khác. Theo luật khám chữa bệnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm nay, giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ được xây dựng theo hướng tính đúng, tính đủ. Dự kiến giá mới sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới. Hiện Liên Bộ Y tế và Tài chính đang xây dựng khung cho hơn 2.000 dịch vụ và trên cơ sở này, các bệnh viện sẽ xây dựng giá phù hợp với chất lượng vùng miền. Giá dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sẽ xây dựng trên 4 yếu tố chi phí bao gồm chi phí trực tiếp, tiền lương, chi phí quản lý và khấu hao tài sản. Dù chưa có thông tư hướng dẫn và ban hành khung giá, nhưng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã bắt đầu triển khai tính giá đối với hơn 2.000 dịch vụ. Nếu tính đủ cả 4 yếu tố thì dự kiến giá dịch vụ y tế sẽ tăng khoảng 5% đến 10%, nhưng cũng có dịch vụ sẽ giảm giá. Khi mà chúng ta tính đầy đủ thì cái mức chi trả một cách đầy đủ các cái dịch vụ y tế thì chắc chắn nó sẽ tăng. Tuy nhiên cái tăng này là vô cùng hợp lý để vấn đề tái đầu tư. Hiện nay thì bảo cái giá dịch vụ còn căn cứ không những vào các cái chi phí mà còn phải căn cứ vào cái mức thu bảo hiểm y tế. Mức thu bảo hiểm y tế hiện nay thì chúng ta đã phủ được 96% người dân tham gia bảo hiểm. Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí đang thực hiện theo giá dịch vụ y tế mà Bộ Y tế đang quy định. Tuy nhiên, trong đó, hai yếu tố chưa được kết cấu vào giá là chi phí quản lý, khấu hao tài sản. Vì vậy, nhiều năm qua, bệnh viện đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất dựa vào Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng rất mong nhà nước, rồi các cái cơ quan để chúng ta cũng tiếp tục xem xét để đưa các yếu tố chưa đưa vào giá viện phí. Đó là chi phí công tác quản lý cũng như là chi phí về các cái hoạt động khấu hao tài sản để qua đó thì bệnh viện có thể triển khai tốt hơn được, nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng cao hơn đối với sự hài lòng của người bệnh khi đến khám chữa bệnh tại bệnh viện. Việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế chỉ tác động đến 45% trong tổng phần thanh toán chi phí khám chữa bệnh, tiền thuốc, vật tư thanh toán theo thực tế sử dụng. Tuy nhiên, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đã là 93,35%, nên dù viện phí tăng thì chi phí tăng ở phần đồng chi trả cũng không quá cao. Điều chỉnh giá viện phí đối với các bệnh viện là việc thiết thực, cần làm, mang lại lợi ích cho chính người bệnh. Bộ Y tế nhấn mạnh việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo hướng tính đúng, tính đủ, không ảnh hưởng nhiều tới người tham gia bảo hiểm y tế. Như vậy, đối tượng ảnh hưởng là gần 7% người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế. Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái, khiến 10 công nhân thương vong. Ngày 23 tháng 4, ông Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng. Tiếng động viên gia đình các nạn nhân ở xã Yên Bình, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương nơi có gia đình nạn nhân bị thiệt mạng tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời hỗ trợ, động viên các gia đình vượt lên mất mát, đau thương, sớm ổn định cuộc sống. Cũng trong ngày 23 tháng 4, ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tại xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái và xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình. Trước đó, chiều ngày 22 tháng 4, trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, máy nghiền số 3 của nhà máy xi măng Yên Bái đã để xảy ra sự cố đặc biệt nghiêm trọng, khiến 7 công nhân tử vong và 3 công nhân khác bị thương.
Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày 23 tháng 4, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Anh xem xét lại kế hoạch chuyển người di cư trái phép tới Rwanda, quốc gia ở khu vực Đông Phi. Liên Hợp Quốc cho rằng bước đi này có thể gây ra các ảnh hưởng xấu tới việc bảo vệ người tị nạn. Trong tuyên bố chung, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn và Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền đã kêu gọi Anh thực hiện các bước đi thực tế để giải quyết dòng người di cư và tị nạn. Tuyên bố cho rằng kế hoạch của London đặt ra tiền lệ nguy hiểm trên quy mô toàn cầu và vi phạm Công ước về người tị nạn. Cùng ngày, Ủy viên của Hội đồng Châu Âu về Nhân quyền Michael O'Flaherty cũng kêu gọi chính phủ Anh từ bỏ kế hoạch nói trên. Trước đó một ngày, Quốc hội Anh đã thông qua dự luật Rwanda, theo đó cho phép London đưa những người di cư trái phép tới quốc gia Đông Phi này. Bộ Nội vụ Anh cho rằng việc Quốc hội thông qua dự luật là thời điểm mang tính bước ngoặt trong kế hoạch của chính phủ nhằm ngăn chặn làn sóng vượt biển đến Anh bất hợp pháp. Từ ngày 22 tháng 4 đến sáng ngày 23 tháng 4, nhiều trận động đất liên tiếp xảy ra ở huyện Hoa Liên tại Đài Loan, Trung Quốc. Trận mạnh nhất có độ lớn 6,3 xảy ra vào sáng sớm ngày 23 tháng 4. Trước tình hình trên, chính quyền huyện Hoa Liên đã ra thông báo người lao động nghỉ làm và học sinh tạm nghỉ học trong ngày 23 tháng 4. Hiện tại, người Việt không bị ảnh hưởng gì trong các trận động đất hai ngày qua. Tuy nhiên, mọi người vẫn còn cảm giác run sợ. Theo chuyên gia của Đài Loan, Trung Quốc, tâm chấn của các trận động đất liên tiếp đều nông nên người dân cảm nhận rất rõ. Mặc dù cường độ và số lượng dư chấn sẽ giảm dần theo thời gian, nhưng vẫn sẽ có sự điều chỉnh và chuyển dịch ứng lực trong quá trình này. Kết quả là có sự gia tăng đột ngột các trận động đất. Hiện tượng rung lắc liên tục như vậy cũng chưa từng xảy ra trước đây. Thưa quý vị khán giả, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.